Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 6. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Bây giờ ngươi hãy xem những điều ta sẽ hành Pha-ra-ôn, vì nhờ tay quyền phép ép buộc, vua đó sẽ tha và đuổi dân Israel ra khỏi xứ mình. Đức Chúa Trời lại phán cùng Mô-sê rằng: Ta là Đức Giê-hô-va. Ta đã hiện ra cùng Abraham, cùng Isaac và cùng Gia-cốp, tỏ mình là Đức Chúa Trời toàn năng. Song về danh ta là Giê-hô-va thì ta chưa hề tỏ cho họ biết. Ta cũng có lập giao ước cùng họ để ban xứ Canaan cho, là xứ họ đã kiều ngụ như khách ngoại bang. Ta cũng có nghe lời than thở của dân Israel bị người Ai Cập bắt làm tôi mọi, bèn nhớ lại sự giao ước của ta. Vậy nên, ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng: Ta là Đức Giê-hô-va sẽ rút các ngươi khỏi gánh nặng mà người Ai Cập đã gán cho, cùng giải thoát khỏi vòng tôi mọi. Ta sẽ giơ thẳng tay ra, dùng sự đoán phạt nặng mà chuộc các ngươi. Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ai Cập. Ta sẽ dắt các ngươi vào xứ ta đã thề ban cho Abraham, cho Isaac, cho Gia-cốp, mà cho các ngươi xứ đó làm cơ nghiệp. Ta là Đức Giê-hô-va. Mô-sê nói lại như vậy cho dân Israel, nhưng vì bị sầu não và việc tôi mọi nặng nề nên chẳng nghe Mô-sê chút nào. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-sê rằng: Hãy đi tâu cùng Pha-ra-ôn vua xứ Ai Cập, phải cho dân Israel ra khỏi xứ mình. Nhưng Mô-sê thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Này, tôi là một kẻ vụng miệng, dân Israel chẳng có nghe lời tôi, Pha-ra-ôn há sẽ khứng nghe lời tôi sao? Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê và A-rôn, bèn truyền cho hai người phải đi đến dân Israel và Pha-ra-ôn vua xứ Ai Cập, đặng đem dân đó ra khỏi xứ Ai Cập. Đây là các trưởng tộc của những họ hàng dân Israel. Các con trai của Ruben, tức là trưởng nam Israel, là Hê-nóc, Pha-lu, Hết-rôn và Cạc-mi. Đó là những họ hàng của Ruben. Các con trai của Simeon là Yemuel, Yamin, Ô-hát, Gia-kin, Sô-ha, và Sao-lơ là con của vợ xứ Canaan. Đó là họ hàng của Simeon. Đây là tên các con trai của Lê-vi, tùy theo dòng dõi của họ: Gẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. Lê-vi hưởng thọ được 137 tuổi. Các con trai của Gẹt-sôn tùy theo họ hàng mình: Líp-ni và Si-mê-i. Các con trai của Kê-hát là Am-ram, Yitseha, Hebron và Ucien. Kê-hát hưởng thọ được 133 tuổi. Các con trai của Merari là Mất-li và Mushi. Đó là các họ hàng của Lê-vi tùy theo dòng dõi của họ. Và Amram lấy Jochebed là cô mình làm vợ. Nàng sinh cho người A-rôn và Môi-se. Amram hưởng thọ được 137 tuổi. Các con trai của Yitseha là Kore, Nephet và Siegri. Các con trai của Ucien là Mishael, Ensaphan và Sidri. Aaron cưới Elisheba, con gái của Aminadab, em của Nahashon. Nàng sinh cho người Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama. Các con trai của Kore là Aksi, Enkana và Abiasap. Đó là các họ hàng của dân Kore. Eleasa, con trai của Aaron, cưới con gái của Phutien làm vợ. Nàng sinh Phinea cho người. Đó là các trưởng tộc của nhà tổ phụ người Lê-vi, tùy theo họ hàng mình vậy. Ấy, Aaron và Môi-se này, tức là người mà Đức Giê-hô-va đã phán dạy rằng: Hãy tùy theo cơ đội đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Ấy là hai người tâu cùng Pha-ra-ôn vua xứ Ai Cập, đặng đem dân Israel ra khỏi xứ đó.
ấy là Môi-se và A-rôn này. Vậy, trong ngày Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se tại xứ Ê-díp-tô thì Ngài có truyền rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, hãy tâu lại cùng Pha-ra-ôn vua xứ Ê-díp-tô hết thảy mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi. Môi-se bèn thưa rằng: Này, tôi là người vụng miệng, Pha-ra-ôn há sẽ nghe tôi sao? Chương 7. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy xem, ta lập ngươi như là Đức Chúa Trời cho Pha-ra-ôn, còn A-rôn anh ngươi sẽ làm kẻ tiên tri của ngươi. Hãy nói lại mọi lời ta sẽ truyền dạy ngươi, rồi A-rôn anh ngươi sẽ tâu cùng Pha-ra-ôn, đặng ngươi thả dân Israel ra khỏi xứ mình. Ta sẽ làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng và thêm nhiều dấu lạ phép kỳ của ta trong xứ Ê-díp-tô. Nhưng Pha-ra-ôn sẽ chẳng nghe các ngươi đâu. Ta sẽ tra tay vào đất Ê-díp-tô, dùng những sự đoán phạt nặng nề, đặng rút khỏi xứ đó các quân đội ta là dân Israel. Khi nào ta tra tay vào xứ Ê-díp-tô mà rút dân Israel ra khỏi giữa vòng người Ê-díp-tô, thì họ sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Vả, khi hai người tâu cùng Pha-ra-ôn, thì Môi-se tuổi đã được 80, còn A-rôn 83. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Khi nào Pha-ra-ôn truyền cho các ngươi hãy làm phép lạ đi, thì ngươi sẽ nói cùng A-rôn rằng: Hãy lấy cây gậy của anh liệng trước mặt Pha-ra-ôn, gậy sẽ hóa thành một con rắn. Vậy Môi-se và A-rôn đến cùng Pha-ra-ôn và làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. A-rôn liệng cây gậy mình trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần, gậy liền hóa thành một con rắn. Còn Pha-ra-ôn bèn đòi các bác sĩ và thầy phù chú là những thuật sĩ Ê-díp-tô, phần họ cũng cậy phép phù chú mình mà làm giống in như vậy. Mỗi người liệng gậy mình, liền hóa thành rắn, nhưng gậy của A-rôn nuốt các gậy của họ. Thế mà lòng Pha-ra-ôn vẫn cứng cỏi, chẳng nghe Môi-se và A-rôn y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Pha-ra-ôn đã rắn lòng, từ chối không để cho dân sự đi. Sớm mai Pha-ra-ôn sẽ ngự ra bờ sông. Ngươi hãy ra mắt người và cầm theo cây gậy đã biến ra con rắn đó. Ngươi hãy tâu rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ sai tôi đến gần bệ hạ đặng tâu rằng: Hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta trong đồng vắng, mà đến bây giờ ngươi không nghe ta chút nào. Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Vì việc này ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Này, ta lấy gậy trong tay ta mà đập nước ở dưới sông, nước sẽ trở nên huyết. Cá dưới sông sẽ chết và sông sẽ hôi thối đi. Người Ê-díp-tô uống nước sông lấy làm ghê gớm. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Cầm lấy cây gậy anh, giơ tay ra trên nước xứ Ê-díp-tô, trên rạch, sông, bào và khắp mọi nơi có nước trong xứ, hầu cho nước hóa thành huyết. Cả xứ Ê-díp-tô và trong những bình chứa nước bằng gỗ, bằng đá đều sẽ có huyết hết thảy. Vậy Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã dặn mình. Trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần, A-rôn giơ gậy lên, đập nước sông, hết thảy nước sông bèn hóa thành huyết. Cá dưới sông chết, nước sông hôi thối, người Ê-díp-tô không thể uống được. Vậy huyết lan khắp cả xứ Ê-díp-tô. Song các thuật sĩ cậy phù chú mình cũng làm được như vậy. Lòng Pha-ra-ôn cứng cỏi, không nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Pha-ra-ôn xây đi về đền mình, lòng chẳng để về mấy điều đó chút nào. Và vì hết thảy người Ê-díp-tô uống nước sông chẳng được, nên đào xung quanh sông tìm nước mà uống. Sau khi Đức Giê-hô-va đập sông thì được 7 ngày. Chương 8. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi ra mắt Pha-ra-ôn và tâu cùng người rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Nếu ngươi không tha cho đi, này, ta sẽ giáng tai nạn ếch nhái khắp bờ cõi ngươi. Sông sẽ sinh đông đúc ếch nhái,
bò lên vào cung điện, phòng ngủ và trên giường ngươi, và nhà đầy tớ và dân sự ngươi, trong lò bếp cùng nơi nhồi bột làm bánh của ngươi. Ếch nhái sẽ bò lên mình ngươi, lên mình dân sự và mọi đầy tớ ngươi. Vậy Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, hãy truyền cho A-rôn rằng, hãy cầm gậy giơ tay ra trên rạch, trên sông và trên bào, khiến ếch nhái tràn lên xứ Ai-díp-tô. A-rôn giơ tay mình trên các sông rạch xứ Ai-díp-tô, ếch nhái bò lên lan khắp xứ. Các thuộc sĩ cũng cậy phù chú mình làm y như vậy, đặng khiến ếch nhái bò lên xứ Ai-díp-tô. Pharaoh bèn đòi Mô-xe và A-rôn mà phán rằng, hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va để Ngài khiến ếch nhái cách xa ta và dân sự ta, thì ta sẽ tha dân Hê-bơ-rơ đi tế Đức Giê-hô-va. Mô-xe bèn tâu cùng Pharaoh rằng, xin hãy định chừng nào tôi phải vì bệ hạ, đầy tớ cùng dân sự bệ hạ mà cầu khẩn Đức Giê-hô-va để trừ ếch nhái lìa khỏi bệ hạ và cung điện, chỉ còn dưới sông mà thôi. Vua đáp rằng, đến ngày mai. Mô-xe rằng, sẽ làm y theo lời, hầu cho bệ hạ biết rằng chẳng có ai giống như Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Vậy ếch nhái sẽ lìa xa bệ hạ, cung điện, tôi tớ cùng dân sự của bệ hạ, chỉ còn lại dưới sông mà thôi. Mô-xe và A-rôn bèn lui ra khỏi Pha-ra-ôn. Mô-xe kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc ếch nhái mà Ngài đã khiến đến cho Pha-ra-ôn. Đức Giê-hô-va làm y theo lời Mô-xe. Ếch nhái trong nhà, trong làng, ngoài đồng đều chết hết. Người ta dồn ếch nhái lại từ đống và cả xứ hôi thối lắm. Nhưng Pharaoh thấy được khỏi nạn, bèn rắn lòng, chẳng nghe Mô-xe và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, hãy truyền cho A-rôn rằng, hãy giơ gậy anh ra, đập bụi trên đất, bụi sẽ hóa muỗi khắp cả xứ Ai-díp-tô. Hai người làm y như vậy. A-rôn cầm gậy giơ tay ra, đập bụi trên đất, bụi liền hóa thành muỗi, bu người và súc vật. Hết thảy bụi đều hóa thành muỗi trong xứ Ai-díp-tô. Các thuộc sĩ cũng muốn cậy phù chú mình làm như vậy để hóa sanh muỗi, nhưng làm chẳng đặng. Vậy muỗi bu người và súc vật. Các thuộc sĩ bèn tâu cùng Pharaoh rằng, ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời. Nhưng Pharaoh cứng lòng, chẳng nghe Mô-xe và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Kế đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, này, Pharaoh sẽ ngự ra mé sông. Ngươi hãy dậy sớm, đi ra mắt người mà tâu rằng, Đức Giê-hô-va có phán như vậy, hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Vì nếu ngươi không cho đi, này, ta sẽ sai ruồi mòng bu nơi ngươi, quần thần, dân sự và cung điện ngươi. Nhà của người Ai-díp-tô đều sẽ bị ruồi mòng bu đầy và khắp trên đất nữa. Nhưng ngày đó, ta sẽ phân biệt xứ Gô-sen ra là nơi dân ta ở, không có ruồi mòng, hầu cho ngươi biết rằng ta, Giê-hô-va, có ở giữa xứ. Ta sẽ phân biệt dân ta cùng dân ngươi. Đến mai, dấu lạ này tất sẽ có. Đức Giê-hô-va bèn làm y như lời. Vậy trong cung điện Pharaoh, nhà cửa của quần thần người cùng cả xứ Ai-díp-tô đều có ruồi mòng vô số, đất bị ruồi mòng hủy hoại. Pharaoh bèn đòi Mô-xe và A-rôn mà phán rằng, hãy đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời các ngươi trong xứ. Nhưng Mô-xe tâu rằng, làm như vậy chẳng tiện, vì các của lễ mà chúng tôi sẽ tế Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi là một điều gớm ghê cho người Ai-díp-tô. Nếu chúng tôi dâng của lễ gớm ghê trước mắt người Ai-díp-tô, họ há chẳng liện đá chúng tôi sao? Chúng tôi sẽ đi trong đồng vắng chừng 3 ngày đường, dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, y như lời Ngài sẽ chỉ bảo. Pharaoh bèn phán rằng, ta sẽ tha các ngươi đi dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ở nơi đồng vắng, nhưng đừng đi xa hơn, hãy cầu nguyện cho ta với. Mô-xe tâu rằng, này, tôi sẽ lui ra khỏi bệ hạ, cầu nguyện Đức Giê-hô-va cho. Ngày mai, ruồi mòng sẽ lìa xa Pharaoh, quần thần và dân sự người. Nhưng xin Pharaoh chớ cứ gạt chúng tôi mà không tha dân sự đi dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Mô-xe bèn lui ra khỏi Pharaoh và cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Ngài làm y như lời Mô-xe.
ruồi mòng lìa xa Pharaon, quần thần và dân sự người, không còn lại một con nào. Nhưng lần này Pharaon lại cứng lòng nữa, không cho dân sự đi. Chương 10. Hỏi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Và Môi-se luận sự công bình đến bởi luật pháp cách này: hễ ai làm theo điều đó thì nhờ đó mà sống. Nhưng sự công bình đến bởi đức tin thì nói như vậy: chớ nói trong lòng ngươi rằng ai sẽ lên trời, ấy là để đem Đấng Christ xuống, hay là ai sẽ xuống vực sâu, ấy là để đem Đấng Christ từ trong kẻ chết lại lên. Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Và Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Grec không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu. Vì Ê-sai có nói rằng: lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Nhưng tôi hỏi, có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian. Tôi lại hỏi, thế mà dân Israel chẳng biết chi hết sao? Môi-se đã nói rằng: ta sẽ dục lòng ganh tị các ngươi bởi kẻ chẳng phải là dân, ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một dân ngu dốt. Lại Ê-sai nói cách bạo dạn rằng: những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta, ta đã tỏ mình ra cho kẻ chẳng hỏi han ta. Song về dân Israel thì rằng: ta đã giơ tay ra cả ngày hướng về dân bội nghịch và hay nói trái. Chương 11. Vậy tôi nói, Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy. Vì chính tôi là dân Israel, dòng dõi Abraham về chi phái Benjamin. Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết chưa? Anh em há chẳng biết Kinh Thánh chép về chuyện Eli sao? Thế nào người kiện dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời mà rằng: lạy Chúa, họ đã giết tiên tri Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài, tôi còn lại một mình và họ tìm giết tôi. Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thế nào? Ta đã để dành cho ta 7.000 người nam chẳng hề quỳ gối trước mặt ba anh. Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. Nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa, bằng chẳng thì ơn không còn phải là ơn. Vậy thì làm sao? Ấy là dân Israel chẳng được điều mình tìm, song những kẻ lựa chọn thì đã được, và những kẻ khác thì bị cứng lòng. Như có chép rằng Đức Chúa Trời đã cho họ mờ tối, con mắt chẳng thấy, lỗ tai chẳng nghe cho đến ngày nay. Lại David có nói: ước gì bàn tiệc của họ trở nên bẫy, lưới,
nên dịp vấp chân và sự phạt công bình cho họ. Ước gì mắt họ mù không thấy được và lưng họ cứ khom luôn. Tôi lại hỏi rằng, có phải dân Israel vấp chân giường ấy hầu cho té xuống chăng? Chẳng hề như vậy. Nhưng ấy là bởi tội lỗi họ mà sự cứu đã đến cho dân ngoại hầu để dục lòng tranh đua của họ. Và nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, sự kém suốt họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì huống chi là sự thịnh vượng của họ. Tôi nói cùng anh em là người ngoại. Bấy lâu tôi làm sứ đồ cho dân ngoại, tôi làm vinh hiển chức vụ mình, cố sức để dục lòng tranh đua của những kẻ đồng tộc tôi và để cứu mấy người trong đám họ. Vì nếu sự dứt bỏ họ ra đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết sao? Và nếu trái đầu mùa là thánh thì cả đồng cũng thánh, và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh. Ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây olive hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây olive, thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi. Ngươi sẽ nói rằng các nhánh đã bị cắt đi để ta được tháp vào chỗ nó. Phải lắm, các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn. Chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi, vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa. Vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhạc của Đức Chúa Trời. Sự nghiêm nhạc đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhân từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài, bằng chẳng ngươi cũng sẽ bị chặt. Về phần họ, nếu không ghi mài trong sự chẳng tin thì cũng sẽ được tháp, vì Đức Chúa Trời có quyền lại tháp họ vào. Nếu chính ngươi đã bị cắt khỏi cây olive hoang thuận tánh mình mà được tháp vào cây olive tốt nghịch tánh, thì huống chi những kẻ ấy là nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây olive mình. Và hỏi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng? Ấy là một phần dân Israel đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ, vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu. Như có chép rằng, đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ khi ta xóa tội lỗi họ rồi. Nếu luận về tin lành thì họ là nghịch thù bởi cớ anh em, còn luận về sự lựa chọn thì họ được yêu thương bởi cớ các tổ phụ, vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. Lại như khi trước anh em đã nghịch cùng Đức Chúa Trời mà bây giờ được thương xót bởi sự nghịch của họ, thì cũng một thể ấy, bây giờ họ đã nghịch hầu cho cũng được thương xót bởi sự thương xót đã tỏ ra với anh em. Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bạn nghịch đặng thương xót hết thảy. Ôi, sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được. Vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài, hay là ai đã cho Chúa trước đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Thi thiên thứ 3. Đức Giê-hô-va ơi, kẻ cừu địch tôi đã thêm nhiều giường bao, lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay. Biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng, nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó. Nhưng hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài
là cái khiên chở che tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va. Từ núi thánh, Ngài đáp lời tôi. Tôi nằm xuống mà ngủ. Tôi tỉnh thức vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Tôi sẽ không nao muôn người vây tôi khắp bốn bên. Hỡi Đức Giê-hô-va hãy trỗi dậy. Hỡi Đức Chúa Trời tôi hãy cứu tôi. Vì Chúa đã vả má các kẻ thù nghịch tôi và bẻ gãy răng kẻ ác. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va. Nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.